nguyện mà không cầu thì được tự tại. Có nguyện, sau cái nguyện còn có một cái tâm khi cầu, tức là hy vọng và cầu xin. Đây là gánh nặng rất lớn, cũng rất khổ não. Cái gì khổ? Cầu không được thì khổ, khi cầu được rồi lại lo lắng được mất, sợ mất đi thì khổ lại đến nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, đây thì được đại tự tại rồi. Cho dù hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên thì chúng ta làm cho tốt, không có duyên thì chúng ta niệm Phật cho tốt, càng tự tại. Có duyên quý vị phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn. Không có duyên, tâm của ta vừa phát là viên mãn rồi, không cần đi làm. Đây là tùy duyên.